nam nữ chủ song khiết đơn nam chủ vừa xuyên qua liền thức tỉnh siêu cấp văn giải trí hệ thống lý do dĩ nhiên là vì cứu vớt thời không phát triển chậm lại của giải trí văn hóa này lại xem tuyền tỷ ta như thế nào lấy văn hóa hoa hạ lịch đại thi từ các loại giải trí truyền thống chinh phục lương sở mang tam quốc từ then chốt của tiểu thuyết vừa xuyên qua đã lệnh cho tôi làm thơ chị tuyền không giả vờ nữa không đạn cửa sổ vừa xuyên qua liền lệnh ta làm thơ. Chị Tuyền không giả vờ nữa. TXT toàn tập đau loa, vừa xuyên qua liền mệnh ta làm thơ. Chị Tuyền không giả vờ nữa. Chương mới nhất đọc. Chương 1. Vừa xuyên qua liền để ta làm thơ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Vừa xuyên qua liền để cho ta làm thơ. Tôi tên là Trương Tuyền, mọi người đều gọi tôi là chị Tuyền, Bây giờ tôi rất hoảng, bởi vì vừa rồi tôi còn đang dài dòng về bún ốc, chớp mắt đã xuất hiện trên một đại điện sáng loáng sáng ngời. Cái này ta làm sao ra được a, à? ngươi tuyển tỷ ta thi tốt nghiệp trung học đào điểm tất cả đều là từ ngữ văn thường khấu trừ, ta ngay cả lỗ tấn đọc hiểu đều làm không rõ, không ai có thể làm rõ đi, ngươi còn muốn cho ta làm thơ. Trương Tuyền đang muốn trợn trắng mắt, biểu đạt lập trường kiên định không thể dao động của mình chỉ nghe bên cạnh chừng năm bước một lão giả thông thả bước về phía trước chậm rãi nói. Vạn tuế, trương gia nữ mới thấy long nhan, tư duy ngưng trệ, sợ là hiện trường không làm được thơ văn thượng đẳng kia, thi qua đệ nhất tài tử sở quốc kia, lấy ngu kiến của lão thần, trước tiên mang xuống điện, chờ nàng tĩnh tâm lại sẽ thương lượng. Sở quốc chi đề là yêu cầu đối với một bài thơ sao? Lấy nhỏ thấy lớn, này triều thực lực sợ là không theo kịp kia sở quốc nếu không làm sao có thể để cho một nữ tử lên điện giải đề trương tuyền nghĩ tới đây vội vàng tổ chức ngôn ngữ vừa định nói ha chỉ nghe thấy tiếng vang trong đầu đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ xuyên qua trước đặt điều kiện thỏa mãn phải chăng trói định hệ thống trương tuyền mừng rỡ xuyên việc giả thiết yếu bàn tay vàng bản tiểu thư cũng muốn có được sao không biết là hệ thống như thế nào khoa học viễn tưởng Tuyền tỷ của ngươi trực tiếp điều khiển ga liên bốc lửa đột nhiên xông vào vị thần sở quốc kia. Loại tu tiên cũng được A, à, để nhất nữ kiếm tiên trên thế giới. Thần hào hệ thống càng tốt, đem hiện đại kinh doanh lý niệm mang tới cổ đại, còn có sung túc khởi động tài chính, muốn không kiếm cũng khó A. À, đọc tới đây, trương tuyền ở trong đầu hô to lên. Ràng buộc. Ràng buộc. Ràng buộc. Đinh liên kết bên trong một phần trăm ba phần trăm thời gian trên kim điện vẫn trôi qua như thường lệ lão giả kia lợi còn chưa dứt một vị văn thần trung niên đối diện trực tiếp đi ra người nọ vẻ mặt tươi cười mắt phượng hơi hiếp lại khí chất làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong đã có một tia cảm giác không thích hợp không phải người cảm giác nhạy bén hoàn toàn không phát hiện được người này đầu tiên là chắp tay bái trong khoảnh khắc cũng không có ý cười chân mày nhíu cao làm bộ trầm tư lưu thừa tướng ngài thân thể không khỏe, đã lâu chưa lâm triều, cũng là không biết cái này sợ quốc đến thần chi đề có hạn chế, tất nhiên đối với xuất thi văn cần tại giờ thìn trước, 7 giờ sáng trước, lúc này đã qua mão chính, hơn 6 giờ rưỡi, nếu như lệnh trương gia nữ hạ điện tĩnh tâm, sợ là không kịp rồi, lão nhân họ lưu cau mày, đáp. Đệ ngũ hữu tướng, trương gia nữ chính là nhất dân nữ. Sợ là không có năng lực có thể cùng sợ quốc đệ nhất tài tử nghe lão nhân họ lưu nói đến đây, tinh quan trong mắt đệ ngũ hữu tướng chợt lóe cao giọng nói lưu thừa tướng trương tuyền tiểu thư danh thiên hạ tuy là nữ nhi thân lại hơn nam nhi lan quân tử lục nghệ đều tinh thông thiện đối đúng minh thi văn há có năng lực không đủ lưu đại nhân đây là ban giao chính thống của ta với ngoại chi sợ là phải ủy khuất tiểu thư trương gia mau chóng giải đề đại nhân đụng đẩy như vậy nói chung là hắn chẳng lẽ cô gái này và lưu đại nhân có chút sâu xa hay sao Lời vừa nói ra, trong điện mọi người nghị luận ra, thứ năm hữu tương ánh mắt khẽ chuyển, lui về phía sau vài bước nhìn về phía kim điện phía trên. Chỉ thấy nam tử trên đỉnh kim điện khẽ vẫy tay, thái giám một bên lập tức tới gần, tiến đến bên cạnh hoàng đế nhẹ giọng nói vài câu. Hoàng đế mặt không chút thay đổi, ngón tay nhẹ điểm long ỉ, phát ra tiếng thùng thùng trầm đục. Thái giám kia giống như nhận được tín hiệu, đi về phía trước vài bước, hắn giọng hô. Hoàng thượng có chỉ lệnh cho dân nữ trương tuyền lập tức làm thơ thái giám lớn nhỏ hai bên lập tức bận rộn rất nhanh giấy mực bút mực đã đặt trước mặt trương tuyền ta đi ta cái này tiền thân đủ ngưu không hổ là ta hệ thống trói định bao nhiêu năm mươi phần trăm bị trói buộc chỉ có thể kéo dài một chút nhìn xem hệ thống có thể giải quyết hay không trẫm sẽ thưởng cho ngươi nam nhân trên đỉnh kim điện đột nhiên mở miệng hắn nói chuyện rất chậm lúc này Trương Tuyền mới phát hiện vị vua một nước lương triều trước mắt này nguyên lai đã già rồi. Trả lời. Thưởng Thiên Kim. Trương Tuyền suy nghĩ một chút, hỏi. Hoàng đế bệ hạ, dân nữ có một chuyện không rõ, xin hỏi cái này sở quốc sứ thần chi đề cụ thể vì sao? Lão hoàng đế hơi nghiêng mặt, thái giám truyền thanh bên cạnh lập tức đến gần đề mục viết xuống. Trương Tuyền tập trung nhìn lại, đề mục là sâu, yêu cầu phù hợp với mùa hiện tại, cũng chính là mùa thu trương tuyền ngẩng đầu hỏi vậy thơ tài tử sở quốc hiện tại ở đâu thái giám đáp vân công tử đã làm xong thơ sứ thần tạm thời ở lễ bộ nghỉ ngơi và hồi phục trương tuyền thầm nghĩ khá lắm này sứ thần bái phỏng một quốc chi quân còn có nửa đường đi xuống nghỉ ngơi cái này vừa nói này lương quốc lực lượng ngoại giao so với ta tưởng tượng còn muốn nhỏ yếu sợ là trên quân sự đã xảy ra vấn đề lớn mới để cho người ta cưỡi ở trên đầu muốn làm gì thì làm, lúc này trong đầu truyền đến thanh âm. Hệ thống trói định hoàn thành, hoan nghênh ký chủ sử dụng mạnh nhất văn giải trí hệ thống. Hệ thống giải trí mạnh nhất có chức năng gì? Kiểm tra đo lường được bản thế giới văn hóa giải trí phát triển lạc hậu, ký chủ chỉ cần tại văn hóa giải trí lĩnh vực đối với thế giới có cống hiến, liền có thể mở khóa các loại thần kỳ vật phẩm. Kiểm tra ký chủ gặp phải khống cảnh, có sử dụng tân thủ đại lễ bao hay không? sử dụng, phải sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu được màu tím sử thi cấp trang bị ký ức cung điện, ký ức cung điện, trí lực 10, tinh thần lực bị năm bị động kỹ năng. Đã gặp qua là không quên được, chủ động kỹ năng. Định hướng tra tìm theo hệ thống nói xong, Trương Tuyền chỉ cảm thấy đại não một mảnh thanh minh, phản phất thứ vẫn trói buộc mình bị buông ra, toàn bộ ký ức lớn nhỏ trước kia đều có thể thấy được rõ ràng, thậm chí nhớ lại lúc mình mới sinh ra trên trận nhà treo đèn chùm. Một màn hình nữa trong xuất hiện ra trước mặt Trương Tuyền, mặt trên là hình 3 d của Trương Tuyền, bên cạnh là máy thuộc tính. Trí lực 75 V10, miễn cưỡng cùng hướng lên trên giang hồ đánh nhau giao thủ, thân thể tố chất 40, một trận gió liền có thể đem ngươi thổi ngã, tinh thần lực mát, linh hồn của ngươi bị hai cái thế giới đánh lên ký hiệu, xuyên qua thời gian cùng không gian sông dài, vô kiên bất tội, thân tử thần cũng không tiêu, kiếp trước bổn tiểu thư thế nhưng là vận động kiện tướng, ta nhớ rõ vừa rồi cái kia họ thứ năm không phải nói ta tiền thân lục nghệ tinh thông sao tâm niệm trương tuyền khẽ động mở cung điện ký ức sử dụng kỹ năng định hướng tìm kiếm tìm kiếm thu và sầu thi từ chỉ trong chốc lát khóe miệng trương tuyền đã nhếch lên một nụ cười tự tin qua tạp 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 kỳ hạn ba năm đã đến mời long vương không xứng với sâu diễn bài từ này tuyệt đối không thành vấn đề trên kim điện trước mắt bao người Trương gia nữ khẽ mở môi son, đem thơ nói cho thái giám truyền thanh kia, thái giám đề bút liền viết, chỉ là thần sắc từ mặt không chút thay đổi dần dần biến thành thần tình kinh ngạc, cuối cùng một mặt bội phục. Chư công trên công đường tâm như khỉ cào, thò cổ quay đầu, cố gắng thấy rõ nội dung giấy tuyên thành viết trước mặt cô gái trương gia kia. Không bao lâu, từ thành. Hết chương này. Chương 2 Xấu nô nhi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Tuyền tỷ muốn làm hiệu trưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Chị Tuyền sắp làm hiệu trưởng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sứ thần sở quốc, không biết hắn muốn làm thiêu thân gì. Chỉ thấy sứ thần sở quốc mặt trầm như nước. Lương quốc quốc quân, ta mặc dù đại sở chỉ là sứ thần, cũng biết này thi từ chi huyền diệu, nhưng ngại đừng quên, lương sở hai nước chi ước nhưng là thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau thi viết từ này cũng không giống như là người trẻ tuổi viết lời này vừa nói ra tả thừa tướng lưu thanh nở nụ cười tiến lên một bước vậy sở quốc sứ thần ngươi sở quốc thường nói ta đại lương trọng văn ức võ đầu năm nay mới ra cái vân công tử bị văn thánh thuận miệng khen một câu chính các ngươi nước mũi bọt đều vui vẻ một trận khoe khoang hận không thể lập bi ghi vào sử sách lưu thanh nói tới đây hắn giọng khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, chậm rãi nói. Nhớ đại lương ta đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, có xu thế sống ở thục xuyên mà nhìn cửu châu, màn quốc nhĩ sở trăm năm trước vốn là nước phụ thuộc lương quốc ta, thừa dịp lương quốc ta thiên tai thì vũ binh qua nổi lên chiến sự, đắc quốc bất chính, có gì đáng nói. Dứt lời Lưu Thanh đưa tay chỉ trương tuyền bên người vẫn như lão cẩu, nói. Tác giả của Nô Nhi xấu xí hiện tại ở chỗ này sứ thần sở quốc kia kinh hãi hắn vốn lường trước cho dù không phải cao thủ văn đạo thế hệ trước viết cũng là một nam tử kinh tài diễm lệ như vân công tử sở quốc bọn họ nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là một nữ tử hắn mặc lộ vẻ nghi ngờ nhìn quanh triều đình như là đang tìm kiếm cái gì trong chốc lát liền cùng một người trao đổi ánh mắt nhưng theo ý người nọ việc này đúng là thật trương tuyền chú ý tới cảnh này sợ là có không ít người không an phận chỉ nghe Lưu Thanh tiếp tục cất cao giọng nói. Hiện nay các ngươi mắt cao hơn đỉnh, tầm nhìn hạn hẹp, lại mưu toan với văn đạo áp chế ta đại lương thế hệ trẻ tuổi, kết quả đã bày ở chúng ta trước mắt, ngươi lại có lý do thoái thác gì? Chấp nhoáng sáng ngời, lời nói của tả thừa tướng Lưu Thanh vừa hạ thấp sở quốc đắc vị bất chính, văn đạo lạc hậu, lại đem lương quốc đặt ở vị trí đứng đầu tam quốc, tốc độ nói mặc dù chậm nhưng từng chữ như đao. Ung dung lạc ở trong lòng sứ thần sở quốc sắc mặt đã tái nhật. Hữu tướng họ kép thứ năm cũng hơi ngước mắt, liếc lưu thanh một cái, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ta đi, cái này sức chiến đấu thật tuyệt, trách không được hệ thống nói ta 85 trí lực chỉ là có thể cùng triều đình trên đại thần thoáng bẻ cổ tay, vị này giống như cùng ta có quan hệ lưu thừa tướng nói xong lời này, trực tiếp chặt đứt kia sứ thần đường lui quả nhiên với tài ăn nói và trí lực của sứ thần sở quốc không thể chống đỡ hắn nghĩ ra cách chính diện đáp lại Lưu Thanh, chỉ có thể im lặng một lúc lâu, mới quỳ một gối xuống đất nói. Vậy, Lương Triều Quốc quân, vừa rồi trước điện có chỗ thất nghi. Thấy lão hoàng đế không sao cả khoát tay áo, mới nói thêm. Lần này tỷ thí ta sở quốc bại, vậy dựa theo ước định, Lương sở hai nước liên hệ đường thương mại hai năm, trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau, cộng kháng mang quốc đại thần hai bên xì xào bàn tán, vẻ mặt trương tuyền mơ hồ, đây hiển nhiên không phải tỷ thí đơn thuần. Lưu Thanh ở bên cạnh thấp giọng nói. Mang quốc cư thảo nguyên mà trữ hùng binh, lần này này sợ quốc sứ thần tới thật là vì kết minh cử chỉ, lấy thi văn định nước nào làm minh chủ bên ngoài hơn nữa nội dung vở kịch này ta làm sao quen thuộc như vậy. Có loại tôn lưu liên minh cộng kháng tào tháo dắt chân A. À. Lưu Thanh còn nói lần này ngươi cho bệ hạ lộ đủ thể diện bệ hạ trong lòng đoán chừng nở hoa rồi hẳn là lập tức sẽ ban thưởng ngươi rồi quả nhiên lão hoàng đế còn chưa dứt lời đã chỉ ngón giữa vương công công bên cạnh lập tức kéo cổ hô thánh thượng truyền chỉ thưởng cho nữ trương gia ngàn lượng vàng hoàng kim thiên lượng cụ thể là hiện đại bao nhiêu nhân dân tệ a à? dù sao cũng không ít tuyền tỷ cũng không biết đây cụ thể là hướng nào đời nào đổi phương pháp trương tuyền vừa định tạ ơn lão hoàng đế kia đột nhiên mở miệng. Phong. Lương xuyên thư viện. Phó sơn trưởng, phó viện trưởng. Đại thần hai bên lập tức ồ lên, Lưu Thanh cũng có chút kinh ngạc. Vị trí sơn trưởng này không phải đức cao vọng trọng thì không thể ở, hoàng đế đây là muốn. Trương Tuyền lại trong nháy mắt sáng tỏ, người bắt đầu xuyên việc được thưởng thức tài hoa, như vậy dựa theo lệ thường của tiểu thuyết, lúc này hẳn là có một gã tiểu quan không có mắt nhảy ra chỉ trích mình, thật chờ mong a à. nhưng nửa ngày cũng không có chị Tuyền có chút thất vọng tâm tư trở về triều đình đảo mắt Trương Tuyền liền lúng túng triều đại này không rõ tạ ơn như thế nào cũng là một vấn đề nghĩ đến muốn hạ quyết tâm của nàng ông Quyền chấp tay dân nữ Trương Tuyền đa tạ bệ hạ triều đình hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt lão hoàng đế đảo qua cả đám đại thần đều đỏ bừng mặt không nhịn được cười trong lòng kinh ngạc cô gái trương gia này rõ ràng hiểu rõ lễ nghĩa vì sao vừa làm ra chuyện này ngoài miệng vẫn nói miễn lễ trước khi xuống triều cũng không xảy ra chuyện gì trương tuyền ngồi kiệu về nhà nhìn cổ kiệu có chút nghèo nàn này nghĩ thầm lão hoàng đế ban thưởng ngàn lượng hoàng kim cũng không biết khi nào mới có thể xuống nghe lưu thừa tướng nói đi chính là quốc khố hộ bộ bên kia phê duyệt nhưng là còn muốn một đoạn thời gian thôi mà thôi vẫn là trước về trong nhà tiền thân hỏi một chút quy giáp nội quỷ là ai lại làm thương lượng trương tuyền nhắm hai mắt lại ý thức chìm vào hệ thống trên màn hình bán trong suốt màu xanh dương u ngoại trừ biểu tượng thuộc tính cá nhân trước đó có thêm hai chức năng mới trang bị ba lô và thay đổi cửa hàng tâm niệm khẽ động tiến vào ba lô trang bị một cái mini trên các bộ phận khác nhau của mình có khe cắm trang bị tương ứng đầu một cái tim một cái tay hai cái chân một cái. Nói như vậy, tổng cộng có thể trang bị 5 kiện vật phẩm, lúc này trên đầu đã trang bị ký ức cung điện, thử một chút, có thể tùy thời tháo rời cùng trang bị. Mở cửa hàng thay đổi, bản vật phẩm thần kỳ rực rỡ muôn màu trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Trương Tuyền. Giọng hát của bậc thầy 10.000 thay đổi giá trị khả năng viết kịch bản kinh điển 10.000 giá trị thay đổi diễn xuất bậc thầy 2.000 giá trị thay đổi hai mắt trương tuyền tỏa sáng, ngoại trừ những kỹ năng này, cô còn thấy được rất nhiều thứ khiến cô động tâm trong nháy mắt. Trang điểm tuyệt vời mà không cần tẩy trang cũng không gây hại cho làn da của bạn thay đổi nội tiết cơ thể con người không bao giờ đổ mồ hôi. Tùy tiện ăn như thế nào cũng sẽ không béo lên thần kỳ yếm. Hệ thống IIGS Nhìn một vòng, trương tuyền không thỏa mãn thở dài. Liếc mắt nhìn số dư giá trị thay đổi của mình, mình nhìn kỹ thuật diễn xuất cấp đại sư thèm thùng nhất cũng còn kém khoảng 1.000 điểm, Trước khi không biết mức độ khó khăn thu hoạch giá trị thay đổi, cũng không có cách nào phán đoán đến tột cùng có thể bắt tay vào làm kỹ năng này trước khi thời hạn giảm giá kết thúc hay không. Này. Sau khi thoát khỏi cửa hàng, một mô đun mới xuất hiện trên giao diện hệ thống. Danh sách nhiệm vụ. Sau khi mở ra, xuất hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ khẩn cấp. Tìm ra kẻ nội gián. Làm thiên hạ đệ nhất đại thông minh, đến từ dị thế giới người xuyên việt người đã nhạy bén ý thức được chính mình sắp đi tới trong nhà có một gã nội gián, có thể là một người hầu, cũng có thể là người bên người thân nhân, tại người không có tiền thân ký ức dưới tình huống, tìm tới nội gián đi. Độ khó Một ngôi sao thời gian giới hạn Trước khi kết thúc ngày hôm nay phần thưởng nhiệm vụ 200 giá trị thay đổi trương tuyền âm thầm suy nghĩ, nhiệm vụ này độ khó kỳ thật hẳn là sẽ không thấp như vậy, đầu tiên chính mình không có ký ức nguyên thân, chỉ có thể dựa vào sát ngôn quan sát để phán đoán ai có vấn đề, đưa ra loại độ khó này, hệ thống hiển nhiên là lo lắng đến chính mình có được quy giáp không nói đạo lý. Nhìn xuống một chút, còn có một nhiệm vụ mang tính giai đoạn. Hết chương này. Chương 4 Mai Rùa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Rùa giai đoạn tính nhiệm vụ Thiên hạ đệ nhất học viện giới thiệu nhiệm vụ là lương quốc đệ nhất thư viện lương xuyên học viện vốn là ổn định tam quốc thư viện đệ nhất danh tồn tại nhưng sở quốc kia đầu năm nay đột nhiên nhảy ra một vị vân công tử được xưng thiên hạ đệ nhất tài tử vân công tử này sau khi gia nhập sở sơn thư viện ở kinh trập thư viện mỗi năm một lần so với tổ trưởng thành phân biệt từ thi từ cầm ba đạo hoàn toàn bại lương xuyên thư viện đoạt đi danh hiệu thiên hạ thủ viện liên tục mấy chục năm của lương xuyên học viện nếu không phải lương xuyên thư viện tổ thiếu niên có vững chắc căn cơ, sợ là cuối cùng liền điểm tích lũy đều muốn bại bởi vạn năm lão tổ. Mang quốc Nếu là thật sự ở trên văn đạo bại bởi đám thảo nguyên mang tử kia, cũng không cần lão hoàng đế hạ lệnh, lương xuyên thư viện toàn thể thầy trò chính mình phải tự vẫn tạ tội đi. Yêu cầu nhiệm vụ Một quốc gia chi biến, bắt đầu từ thư viện, mời người dẫn dắt lương xuyên học viện tại lần sau thư viện đại bỉ thường thành nhân tổ, thiếu niên tổ toàn bộ đánh bại sở sơn học viện, đoạt lại vị trí thứ nhất. Phần thưởng nhiệm vụ 10.000 thay đổi giá trị, một lần rút thăm trúng thưởng roulette trung cấp. Cổ kiệu chậm rãi đi về phía trước, trương tuyền yên lặng trầm tư. Nhiệm vụ khẩn cấp tìm ra nội gián rất đơn giản, trở về quy giáp xem bói một chút là được, vừa vặn muốn kiểm tra xem rốt cuộc có dị tượng gì. Phần thưởng nhiệm vụ mang tính giai đoạn này thật là phong phú, đường thời gian cũng kéo rất dài, bất quá cái này đối với ta là có lợi, ta đang cần thời gian đi tìm hiểu thời không này. Một trận gió lạnh đánh úp lại, trương tuyền run rẩy, lại nhớ tới tố chất thân thể 40 tuổi của mình. Xem ra lưu tỉnh hoành tập thể hình. Sắp lên lịch rồi. Ngủ đi. Tiểu thư đã trở lại. Tiểu thư đã trở lại. Vào tai là giọng nữ trẻ trung thanh thúy như chim hoàng oanh. Trương Tuyền mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, tới rồi. Vừa mới đứng dậy, một gã tướng mạo ngọt ngào mặt tròn thiếu nữ liền tự nhiên lại đây đỡ nàng xuống kiệu. Thừa dịp này, Trương Tuyền liếc mắt một cái, phát hiện có không ít người đứng ở cửa. Đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng trong ánh mắt không có chỗ nào không ẩn chứa lo lắng, cảm xúc may mắn. Trương Tuyền thầm nghĩ, không biết nội gián kia có ở trong đám người này hay không, cũng không biết Trương gia không lớn không nhỏ trước mắt này có cái gì đáng giá bị đẩy tới trước mắt hoàng đế sửa sang lại suy nghĩ trong đầu một chút nàng thản nhiên mỉm cười không cần lo lắng ta đã trở lại trở về là tốt rồi tiểu thư vừa đi xuân đạo đứng cũng đứng không vững ngồi cũng ngồi không vững ngài trở về cuối cùng cũng an ổn lại xuân đạo nói trương tuyền còn chưa nói lời nào đã bị rơi vào một cái ông ấm áp tuyền nhi trở về là tốt rồi nơi này đông người chớ nhiều lời cùng mẫu thân đến trong lòng trương tuyền lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái trước nay chưa từng có kiếp trước nàng là cô nhi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện có lẽ là vận khí tốt lão thiên gia không phụ số khổ nàng gặp được phần lớn đều là người tốt chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ cô vẫn không thể tránh khỏi mọc ra vỏ bảo vệ sau lưng tuyền tỷ tùy tiện là một cô gái ngây thơ vô cùng quý trọng ý tốt của người khác ngực mẹ nặng nề chua xót có chút không thở nổi nếu tôi đã đến thế giới này, tôi cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, tôi sẽ bảo vệ tốt người tôi yêu và người tôi yêu. Nghĩ tới đây, Trương Tuyền ý niệm thông suốt, đầu óc một mảnh thanh minh, chỉ nghe trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, ký chủ thân thể phù hợp độ gia tăng, hiện tại là 100%, mở khóa kỹ năng. Nhân vật bối cảnh, căn cứ nhân vật đối với ngươi độ hảo cảm bao nhiêu quyết định bối cảnh tư liệu tường tận độ, sẽ không liên quan thiện ý nói dối bộ phận khó chịu truyền bá sự tình, tâm tư trương tuyền chìm vào không gian hệ thống, nhấp vào chức năng bối cảnh của nhân vật, chỉ thấy trong một mảnh bóng tối có một ít ánh sáng lác đác, trong mấy cái sáng nhất, rõ ràng có vị phụ nhân này. Đi sang, ác. Khuyết tật, con gái của Lưu Thanh Lưu tả tướng, thế nhân đều biết 30 năm trước triều đình rung chuyển, đêm đó sau khi ly kỳ đại hỏa tuyệt Lưu thừa tướng. Cũng không rõ đêm đó lão quản gia lưu thông liều chết cổng lưu tố mai hôn mê theo đường nằm chạy ra biển lửa trưởng tử thứ tử của lưu thanh đều là tán thân trạch viện lưu thanh lập tức nhậm chức tạ tướng tung tích không rõ ngày hôm sau lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện rất rõ ràng là có người âm thầm tương trợ cuộc đấu tranh quyền lực này kết thúc với việc lưu thanh leo lên vị trí tạ tướng từ đó về sau lưu tố mai đổi họ liễu tố mai sinh trưởng trong một gia đình bình thường do cha cô lưu thanh âm thầm an bài sau đó gặp cha cô trương tề tình đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt hai năm trước trương tề bệnh chết lưu tố mai một lòng đầu nhập vào người cậu tâm thần trở về hiện thực trương tuyền đáp được mẫu thân đi thôi theo lưu tố mai quẹo trái quẹo phải rốt cục dừng lại ở một sương phòng hẻo lánh lưu tố mai nhìn quanh bốn phía xác định không có người đi theo mở cửa phòng hai người tiến vào sau khi đóng kỹ cửa phòng nàng nói tuyền nhi lần này vào triều tất có kỳ quặc sợ là trong nhà đã có người để ý đại phụ Tổ phụ, ngươi lần này nói hộ, ngươi nọ sợ là đã đoán được thân thế của ngươi. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là quỷ trong nhà nhất định phải bắt được." Trương Tuyền tự tin nói. "Nội gián trong nhà không đáng sợ, nữ nhi đã có cách giải quyết. Hệ thống nghiệm chứng tính đáng tin cậy của Lưu Tố Mai được đảm bảo, Trương Tuyền cũng không muốn giấu giếm gì, vì thế hỏi. "Mẫu thân, con cần một nơi tuyệt đối an toàn." bởi vì mình không có ký ức nguyên thân không biết lúc trước nguyên thân có biết mật đạo ám phòng trong nhà hay không cho nên trương tuyền tân trang lại lưu tố mai không nghi ngờ có hắn nhẹ nhàng di chuyển liên bộ thuận theo kim đồng hồ đạp bốn góc xương phòng này vách tường lập tức xuất hiện một cánh cửa ngầm cái gì cơ quan thuật a hệ thống thời không này có hay không siêu nhiên lực lượng trả lời câu hỏi của vật chủ thời gian này không có sức mạnh siêu nhiên vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương tuyền thở phào nhẹ nhõm đi theo lưu tố mai vào cửa ngầm bốn phía là một căn phòng nhỏ rộng vài mét vuông ở giữa là một cái bàn bát tiên trên bàn đặt một viên dạ minh châu dài sáng dưới ánh đèn yếu ớt có thể nhìn thấy mấy phong thư và văn phòng tứ bảo đặt bên cạnh trương tuyền nhìn về phía lưu tố mai suy nghĩ một chút nghiêm túc nói mẫu thân nữ nhi tối hôm qua nằm mơ thấy một lão ông tóc bạc hắn nói cùng ta hữu duyên điểm một cái tráng nữ nhi, kế tiếp vô luận nhìn thấy cái gì mẫu thân cũng không nên kinh ngạc. Ánh mắt lưu tố mai kinh ngạc, gật đầu. Tâm niệm vừa động, quy giáp liền xuất hiện trong tay trương tuyền. Nhìn thấy một màn rõ ràng trái với thường thức này, lưu tố mai đồng tử động đất, che miệng mới không có kinh hô ra. Trương tuyền không bận tâm đến phản ứng của mẫu thân, trong lòng mặc niệm. Vấn đề là Nội gián nhà ta là ai? sử dụng quy giáp kỹ năng chân tướng chỉ thấy quy giáp kia chậm rãi lơ lửng lên mặt trên có khắc thứ văn tự mà lưu tố mai chưa từng thấy qua dần dần phát sáng phóng ra hư ảnh phóng đại trên không trung trong phòng tối nho nhỏ bị ánh sáng chiếu rọi quy giáp ở trên không trung bắt đầu xoay tròn phóng ra hư ảnh văn tự dung hợp cùng một chỗ cuối cùng hiện lên một cái tên người đầu tiên trương tuyền nhìn thời gian làm lạnh của rùa trong ba lô hệ thống mười hai tiếng hơi ít so với dự tính của mình một chút vốn tưởng rằng sẽ một ngày khởi bước nhìn thấy tên người nọ lưu tố mai hơi ngẩn ra sắc mặt có thể thấy được trở nên kém đi không ngờ là nàng người đàn ông sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào ngày mai hết chương này chương năm đúng rồi người có muốn hay không nghe cái cố sự bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương năm đúng rồi ngươi có muốn nghe một câu chuyện hay không lưu tố mai lâm vào trong hồi ức hai năm trước phụ thân trương tuyền là trương tề bị một trận bệnh khó hiểu trương gia và lưu thanh âm thầm tìm khắp y sư ở kinh thành cũng không thể nói ra một hai cuối cùng trương tề bất hạnh bệnh chết chính mình cực kỳ bi thương một đoạn thời gian rất dài đều tự mình phong bế đi dân hương lễ phật có một ngày lưu tố mai vừa thăm viếng xong tâm sự nặng nề đang đi ra ngoài lại không nghĩ tới không chú ý, đụng phải người. Người nọ dường như thân thể không tốt, ngã trên mặt đất ngất đi. Lưu Tố Mai chăm chú nhìn, là một đứa ăn mày bẩn thiểu, nhìn không ra nam nữ, đại khái 28 tuổi, trên cánh tay mảnh khảnh lộ ra có mấy vết sẹo. Lưu Tố Mai đang nóng lòng tích đức làm việc thiện tìm kiếm Phật tổ phù hộ đưa tên ăn mày này tới trương gia, bảo hạ nhân rửa sạch thân thể, thay quần áo. Lúc này mới phát hiện là một nữ nhi lan xinh đẹp nàng nói mình tên là An An, cha mẹ vì bệnh đều mất, chính mình phiêu bạc lưu lạc một đường tới Kinh Thành. Vốn định tìm bá phụ mình, lại chưa từng muốn nghe ngóng bá phụ mình xuống Giang Nam, mình vừa mệt vừa đói, thấy một chù miếu muốn xin miếng cơm, kết quả mắt tối sầm, tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Bệnh của Trương Tề ở trong lòng Lưu Tố Mai vẫn là một cái hố không thể vượt qua, lại nghe được cha mẹ thiếu nữ tự xưng an an trước mắt vì bệnh mà mất, Lưu Tố Mai không khỏi đại bi từ đó về sau an an đi theo bên cạnh lưu tố mai cô bé cũng thông minh thường xuyên chọc cho lưu tố mai vui vẻ chậm rãi đi vào trong lòng mọi người trương tuyền nhìn mẫu thân mình ý thức được an an này hẳn là người gần như vậy an an nhất định đã ở trương gia một thời gian không ngắn nghĩ tới đây mở miệng nhẹ giọng nói mẫu thân lưu tố mai than nhẹ một tiếng có chút vô lực ngồi trên ghế nói nếu không có thủ đoạn của tiên nhân trước mặt ta thật sự sẽ không tin An An mang theo mục đích tiến vào trương gia. Nàng ở trương gia chúng ta sinh hoạt hơn 2 năm, ngay từ đầu ta quả thật sai người âm thầm quan sát nàng mỗi lần xuất phủ mua sắm, nhưng hơn một tháng cũng không dị thường, dần dần cũng yên tâm. Cho nên, nàng nói đều là giả sao. Nhìn mẫu thân trước mắt, trương tuyền thu hồi quy giáp, cuối người cầm tay nàng, an ủi vài câu. Thấy tâm tình lưu tố mai chuyển biến tốt đẹp, hai người đi ra phòng tối, không vì cái gì khác, chủ yếu là tuyền tỷ cảm giác rất nghẹn khuất. Đặt lại cơ quan, Lưu Tố Mai nói. Tuyền nhi, chuyện an an này. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân vang lên, lại chính là tiếng dẫm lên mái ngói. Chỉ sợ là vừa mới cách tường có tai, ở trong phòng tối nói chuyện còn không nghe thấy, nhưng vừa rồi chỉ là nhắc tới an an một từ, liền trong nháy mắt hiểu được. Hai người vội vàng lao ra khỏi phòng nhìn lên trên, người nọ đã biến mất vô tung. Bên ngoài trương gia phủ, An An lấy ra một cái khăn che mặt màu đen đeo lên mặt, đôi mắt buông xuống, nhìn không ra cảm xúc ẩn chứa trong đó. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi mình sinh sống hai năm, khẽ lắc đầu, xoay người muốn rời đi. Vị cô nương này, đồ của ngươi rớt rồi. An An cả kinh, trong mắt hiện lên một tia mê mang, chợt biến thành ác sắc. Vừa mới chính mình khinh công nhảy ra phủ tượng, Quan sát qua bốn phía cũng không có người ở, như vậy người này là khi nào xuất hiện? Lại ở đây bao lâu? Bất luận như thế nào, trước tiên phải bắt được người này. An An trong nháy mắt đệm bước vặn eo, khí trầm đang điền, tay từ bên hông lướt qua, nhất thời xuất hiện một thanh đao gãy bốc lên hàng quang. Lưới trời thưa thớt, thưa thớt. Trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm tối nghĩa. Cho nên, nhiệm vụ lần này lại không cần giết người sao? giọng nói không mang theo chút tình cảm. Đúng, hai mẹ con kia sống còn có giá trị lớn hơn nhiều so với chết. Thanh âm tối nghĩa xuất hiện một tiên nghiền ngẫm. Không nghĩ tới hoàng tử một nước cũng sẽ đến tổ chức dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điện hạ thật sự là gian hùng. Làm tốt chuyện của mình đi. Không thành vấn đề không thành vấn đề, tổ chức nhân tại đông đúc, chỉ cần tra xét tin tức nhiệm vụ thanh âm tối nghĩa kia dừng một chút, tự hồ đang suy nghĩ chọn người thích hợp giọng nói của bà lão như cây khô để cho một trong hai tỷ muội kia đi đi thanh âm tối nghĩa hơi do dự tính trung thành của hai chị em kia nhưng chỉ cần một bên trong đó ở trong tay tổ chức bên kia sẽ không lật nổi bọt sóng gì trong bóng tối liên tục vang lên thanh âm thiện nhưng sự tán thành động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ lưỡi dao gãy lóe ra ánh sáng nguy hiểm mang theo ánh mặt trời lập tức giữa trưa trong tổ chức đó, An An được gọi là song phong bởi vì sự ngụy trang tinh xảo và thuật ám sát trúng một đòn. Xinh đẹp mà trí mạng, chính là giải thích hoàn mỹ đối với một cú đâm này. Nếu như tuyền tỷ ở đây, nhất định sẽ hưng phấn nói. Phiên nhược kinh hồng tự như du lông. Nhưng chính là một đau như vậy, bị nam tử trước mắt dùng bụi nổi nhẹ nhàng đẩy qua một bên. Trong mắt An An hiện lên quan mang không thể tin, thân hình vừa động lập tức lui về phía sau mọi người đều sợ những điều mà họ không thể hiểu được ngươi là ai vì sao cản ta an an cẩn thận hỏi rốt cục tới kịp cẩn thận quan sát người này sống mũi cao thẳng môi rất mỏng tuy hơi gầy nhưng có thể rõ ràng hơn về cốt tướng tam thiên thanh ti vẫn chưa chỉnh tề buộc lại chỉ tùy ý dùng dây buộc lên ánh mắt nhàn nhạt nhìn tường phủ trương gia dường như có thể xuyên qua tường phủ nhìn thấy người bên trong một thân đạo bào thân hình thon dài, gió mát thổi qua, tay áo nam tử tung bay, tự như lâm thế trích tiên. Nghe được An An rõ ràng mang theo địch ý hỏi, nam tử quay đầu, vô tội quét bụi nổi một chút. Vị cô nương này, tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thấy ngươi trèo tường mà rơi thứ gì đó, vừa mới mở miệng nhắc nhở, không nghĩ tới lớn như vậy, cô nương ngươi còn giống như ngoan đồng kia thích vui đùa ầm ĩ. Nghe nói mình bị nam tử trước mắt gọi là vui đùa ầm ĩ, an an vẫn chưa có cảm xúc dao động trả lời câu hỏi của ta ngươi là người của đại hoàng tử hay là người của nhị hoàng tử ta sao nam tử nghe vậy dừng một chút ta không phải người của đại hoàng tử cũng không phải người của nhị hoàng tử ta chỉ là một đạo sĩ không biết tự lượng sức mình cố gắng chuyển sang thế giới bên này mà thôi đúng rồi ngươi có muốn nghe một câu chuyện hay không an an nghe vậy mày nhíu chặt người này đang nói mê sản cái gì? Không đợi An An trả lời, nam tử kia tiếp tục tự nói. Thật lâu thật lâu trước kia, có một đôi bào tỉ muội sinh ra trong một gia đình bình thường, tuy không vinh hoa phú quý nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Một trận đại hỏa thiêu đi hết thảy, chỉ để lại một đôi số khổ tỉ muội nương tựa lẫn nhau, rất trùng hợp, thích khách tổ chức nhìn trúng đôi tỉ muội này, phân biệt dùng đối phương tánh mạng làm uy hiếp, coi đây là tổ chức hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ hai năm trước, một gã hoàng tử tiến đến tổ chức bày ra một khâu trọng yếu, một trong các tỷ muội được chọn trúng, ngay từ đầu muội muội chỉ là may mắn nhiệm vụ lần này rốt cục không cần làm sát người vô tội nữa. Đơn giản là điều tra tin tức mà thôi, cô ấy học được nhiều nhất ở tổ chức, chính là lừa gạt và ngụy trang. Nhưng sau những thử thách ban đầu, khi niềm tin ấm áp và sự quan tâm hàng ngày bao phủ đứa trẻ đã quen với bóng tối, cô ấy đã chần chừ mặc dù không biết mục đích của thông tin điều tra là gì, nhưng nó không bao giờ có thể là một cái gì đó có lợi cho mẹ và con gái tốt bụng. Mùi mùi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì tính mạng tỷ tỷ vẫn ở trong tay tổ chức, vì thế nàng do dự liên tục, đem tin tức truyền cho tổ chức. Tiểu thư kia bị cưỡng chế đưa lên hoàng cung, mẫu thân thiện lương kia không ngừng lo lắng, mùi mùi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng, sợ là sẽ không bình tĩnh đi. Tâm tư không yên chờ đợi, tiểu thư kia cuối cùng bình an trở về, may mắn đồng thời, mùi mùi cũng ý thức được, nên đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bản thân hy vọng nói lời tạm biệt, nhưng vừa mới đi tới sương phòng của hai mẹ con kia, liền nghe thấy đàm luận tên của mình. Là ấy nấy? Hay là sợ hãi? Hoặc là lừa gạt người tín nhiệm mình? Chân của nàng giống như có ý nghĩ của mình, mang theo nàng chạy ra khỏi nhà ở hai năm này. Câu chuyện này, thú vị không? An An mặt không chút thay đổi, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Cá nhân trải qua loại này tường tận đến từ lúc sinh ra bắt đầu hồ sơ, ngoài trừ cái kia tổ chức, nàng nghĩ không ra cái thứ hai. Ngươi là người của tổ chức. Nam tử giống như nhìn kẻ ngốc liếc mắt nhìn nàng một cái, nói. Vừa rồi tại hạ đã nói qua, tại hạ chỉ là một đạo sĩ. Hết chương này. Chương 6 Ánh mắt bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 6 Ánh mắt tiểu thư, cơm xong ta tới gọi người, ước chừng gần nửa canh giờ Thấy dàn xếp ổn thỏa cho Trương Tuyền, Xuân Đào hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài Trương Tuyền nhẹ nhàng ngồi trên giường, đánh giá các loại bài trí trong phòng Đơn giản nhưng sạch sẽ Một cái bàn gỗ thật dài, mặt trên bầy bút mực nghiêng mực, có lẽ là biết tính nết tiền thân của mình sau khi tiểu xuân đào đón mình đi vào đã nghiêng mực xong liếm no bút chậm rãi đi tới trước bàn trương tuyền hơi thất thần thật xuyên việc ngắn ngủn nửa ngày chính mình đã trải qua thượng điện diện quân hệ thống trói định về nhà nhận thân cho dù là trương tuyền tùy tiện năng lực tiếp thu rất mạnh cũng có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ dù sao hiện đại không có người nào nhớ nhung đến đây hình như cũng rất tốt trương tuyền tự dễu lắc đầu đột nhiên bật cười. Sao còn chưa tới 12 giờ, đã bắt đầu ước mây rồi đúng không? Tâm tư chìm vào hệ thống không gian, vừa mới hệ thống đinh tới đinh lui ra vài cái tin tức, chính mình cũng không có tới kịp nhìn đâu. Liếc mắt một cái, nguyên lai like là vừa mới phát cho mình nhiệm vụ khẩn cấp ban thưởng, 200 thay đổi giá trị, hiện tại số dư 1.200. Nhưng ngoại trừ mấy cái đối với mình trước mắt không có trợ giúp gì, vật phẩm kỹ năng giá cả cao hơn vẫn mua không nổi khát vọng thay đổi giá trị của trương tuyền đạt tới một đỉnh cao mới, vốn tưởng rằng chỉ viết thơ ca gì đó là có thể hưởng thụ cuộc sống. Kết quả nội gián đều đi ra, hơn nữa giống như còn có khinh công gì đó, đây chính là hệ thống theo như lời nói không có siêu nhiên lực lượng. Cuối cùng chính là hệ thống mạnh miệng, cắn chết đó là kỹ năng thân thể có thể rèn luyện ra, tuyền tỷ tự bế. Vẫn phải kiếm điểm tích lũy đổi chút vật phẩm thần kỳ có thể tự bảo vệ mình, loại vật phẩm này có rất nhiều, nhưng hoặc là dùng một lần, hoặc là có các loại hạn chế, lại chính là đắt muốn chết. Lần này hệ thống lại mở khóa một cái gọi ngẫu nhiên nhiệm vụ, xem giới thiệu là mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đổi mới một lần, độ khó ngẫu nhiên, khen thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Ủy thác của người mua không có tiền thân ký ức thông minh xuyên việt giả a, à, điều bạn không biết là danh tiếng của bạn được tích lũy qua nhiều lần tham gia thi hội. Với một đơn đặt hàng, theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Xin hãy để khách hàng nhận được bài thơ đã đặt trước khi mặt trời lặn. Nhiệm vụ yêu cầu. Khách hàng Nguyên Văn là nói như vậy, xuân đạo cô nương, phiền toái ngươi chuyển cáo tiểu thư nhà ngươi, nhớ tru a. Ai Trương tiểu thư, cô biết ổ là một dấu mua bán, cái khác cũng không dài dòng, cái này không phải muốn tặng quà mừng thọ sao, xin cô viết cho chúng tôi một bài chúc thọ. Tốt nhất là phóng khoáng một chút. Cảm ơn. Phần thưởng nhiệm vụ năm trăm thay đổi giá trị một phần ba cơ hội rút thăm roulette cấp thấp âm thanh điện tử của hệ thống hoàng mỹ trở lại nồng đậm đầu óc chị tuyền choáng váng trì hoãn tinh thần đợi trương tuyền thấy rõ phần thưởng nhiệm vụ thì bắt đầu trầm mặc cảm nhận được sự yên tĩnh trước cơn bão không gian hệ thống bắt đầu hơi rung động cậu hệ thống ta tinh tinh ngươi cái tinh hào bê thật theo ta cái này tới cũng tịch tịch đúng không ngươi đi ra ta giúp ngươi chém một đao Nơi này lược bỏ 100 vạn chữ, sau một lúc lâu gió êm sóng lặng, hệ thống mới bắn ra một cái nhắc nhở. Ở giữa ký chủ lần thứ nhất ngẫu nhiên nhiệm vụ, khen thưởng tăng lên thành 500 thay đổi giá trị, một lần cấp thấp roulette rút thưởng cơ hội. Cái này còn kém không nhiều lắm, sử dụng ký ức cung điện chủ động kỹ năng. Định hướng tra tiền. Trương Tuyền cầm bút lên, nhìn tờ giấy tuyên thành trước mắt, soạt xoạt viết lên. Xuân Đào dẫn Trương Tuyền qua, muốn thu dọn giấy bút tiểu thư đã dùng hết nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc hôm nay rất vui vẻ tiểu thư bình an trở về phu nhân cũng yên lòng thật tốt tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng nói vậy tất cả mọi người cùng một chỗ đều có thể giải quyết ý tưởng xuân đào rất đơn giản à tiểu thư mới viết một bài thơ đây là thơ chúc thọ hôm qua tiền tiên sinh đặt đi xuân đào đi tới trước bàn tỉ mỉ nhìn lại Sài Gòn đi săn lão phu tán gẫu thiếu niên cuồng, tả khiên hoàng, hữu kình thương, cẩm mạo điêu cừu, thiên kỵ quyển bình cương. Vì báo khuynh thành tùy thái thú, thân xạ hổ, xem tôn lan. Rượu say ngực mật còn khai trương. Tóc mai hơi sương, có làm sao? Trong đám mây, ngày nào sai phùng đường. Hội vãn điêu cung như trăng tròn, tây bắc vọng, xạ thiên lan. Xuân đào mặc dù không tin thông thi tự, nhưng cũng có thể cảm giác được mặt tiền hào khí trong từ này, không khỏi cảm thán một tiếng. Tiểu thư văn đạo lại tinh tiếng. Dứt lời liền sôi nổi đi chuẩn bị đóng khung. Dùng cơm xong, Trương Tuyền đang đi loanh quanh tiêu thực, đột nhiên thấy Xuân Đào bận rộn một chuyến trước một chuyến sau, vì thế gọi cô lại, hỏi đang làm gì. Xuân Đào thấy tiểu thư nhà mình hỏi, đáp. Tiểu thư, tiền sinh tiền, à không, tiền sinh càng tiên sinh đơn đặt hàng đóng khung nha, quên rồi trương tuyền thấy thế lập tức giữ chặt xuân đào miệng ồn ào cùng đi cùng đi ở trên đường thuận tiện nếm thử đồ ăn vặt gì đó xuân đào có chút kinh ngạc tính tình tiểu thư ban đầu mặc dù không buồn bực hay nói nhưng cũng không hoạt bát như bây giờ nghĩ lại chỉ cho là trương tuyền hôm nay đi kim điện không thoải mái muốn ra ngoài giải sâu, vì thế vui vẻ kéo cánh tay tiểu thư nhà mình ừ một tiếng sau khi đưa thơ từ đến tiền phủ chính là giờ cơm nơi đây lại là kinh thành những gì nhìn thấy nghe thấy trên đường khiến Trương Tuyền sống ở hiện đại 18 năm cảm nhận được hơi thở văn hóa hoàn toàn khác. Da mỏng nhân lớn, 18 nếp gấp vừa mới ra lò. À, đây là bánh bao thịt. Ai? Hút một hơi hút vào một con ngé con a. À? Hả? Này, bán mì thịt bò, nhưng nhìn miếng thịt bò mỏng mà nhiều gấp trong bát thực khách kia, cảm giác rất có lương tâm a. À? Tốt nhất là bán vải. Đi chết đi. Quách lão sư Vu lão sư, là các ngươi sao? Trương Tuyền cao hứng bừng bừng, nhìn trái nhìn phải, mua không ít đồ ăn vặt và đồ chơi ngạc nhiên. Dù sao hiện tại mình không thiếu tiền, vừa rồi tiền gia quản gia không chỉ có thanh toán nguyên bản 50 lượng bạc, còn cố ý đưa 50 lượng làm phí cảm tạ. Kết quả là đến cuối cùng Xuân Đào cũng không cầm được, Trương Tuyền mới thôi. Đi dạo không mục đích, đột nhiên nghe thấy bên kia đường có người gọi. Ai? Trương Tiểu Thư, bánh hoa quế hạnh nhân để lại cho cô. Hôm nay cô không sai người đến, ha ha ha. Theo giọng nói to rõ nhìn lại, là một trung niên hán tử cùng phụ nhân thật thà. Người hơi đông, Xuân Đào hắn giọng đáp lại. Vương trưởng quỷ. Lập tức tới. Hai người cố gắng đi qua, nhưng đám người tới tới lui lui tự như lạch trời, thường xuyên qua lại Xuân Đào bị chen qua, trương tuyền lôi đi tới một con phố khác trương tuyền nhìn con phố vắng ngắt phía sau lại nhìn con phố vừa mới chen mình tới lâm vào trầm tư quản lý quy hoạch đường xá làm như thế nào a à này nếu không thì để chị tuyền dạy cậu nha chăm chọc xong trương tuyền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ xuân đào tới tìm dù sao con phố phía sau này nhìn qua có một loại bầu không khí kỳ quái hình như là một vị tác giả nào đó sắp xếp nội dung vở kịch gì đó chị tuyền của em mới không đi theo anh ấy Ngươi hỏi ta có phải hay không bởi vì hệ thống không cho an bài phòng ngự loại thần kỳ vật phẩm? Sợ chết sợ hãi. Buồn cười, tuyền tỷ của ngươi khi nào thì sợ hãi? Nó được gọi là từ trái tim. Trương tuyền tạm thời không nhắc tới, cách đó không xa có một ánh mắt. Thấy trương tuyền không thuận thế đi vào con phố này, ánh mắt này từ bình tĩnh dần dần trở nên kích động. Người nọ đứng lên, trong nháy mắt biến mất ở trên tửu lâu. Hết chương này. Chương 7 Thọ lễ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Lễ thọ chị Tuyền Nhi buồn chán nhìn người qua lại trước mặt ngẩn người. Đột nhiên chú ý tới tiệm vàng thắng bên cạnh có hai người ba hoa khoác lác, rất náo nhiệt. Này, nghe nói chưa, hôm nay Hoàng Cung xảy ra chuyện lớn, một người đàn ông hói mặt lộ vẻ mặt, vừa kéo bát vừa hút nước canh, vừa nói. Hơi thở quen thuộc, là mùi dưa chị Tuyền Nhi không khỏi vẫn tai nghe lén. Vậy sao đại ca, hoàng cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, nói cho ta một chút đi. Trương Tuyền Dư quan chú ý tới bên cạnh hắc hán bày mấy cái bát không, ăn sạch sẽ, xem ra là một người đàn ông bụng phệ. Hắc hán kia dứt lời, cầm lấy bát hoành thánh ông chủ vừa bưng lên, cũng không ngại nóng, ào ào đổ hết vào miệng mình. Còn nhớ mấy sứ thần sở quốc mấy ngày trước không? Hôm qua còn nhìn thấy từ xa, dáng vẻ tự cao tự đại. Hán tử hói mặt nhăn nhó, làm như đang bắt chước biểu tình lúc ấy. Hiện tại đều truyền ra, trương gia tiểu thư lên kim điền mua bút vẫy mực, bảy bước thành thơ, giống như gọi cái gì xấu nhi tử. Vậy sứ thần bị oán giận ngay cả một câu cũng nói không rõ, ha 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 ha. Trương Tuyền không nghĩ tới ăn dưa ăn lên đầu mình, hơn nữa đại ca chúng ta khi nào thì thất bộ thành thơ. Hơn nữa còn là từ được rồi, nô nhi xấu xí không phải nhi tử xấu xí a à uy lại nghe đại ca hói đầu kia nói cuối cùng thánh thượng thưởng thiên kim phong lương xuyên thư viện phó sơn trưởng quyết định này đám kia triều đình trên lão hồ ly đoán không ra nguyên nhân nhưng đại ca ngươi ta biết hán tử hói đầu vẻ mặt ngươi không cầu hỏi ta ta sẽ không nói cho ngươi biết thần sắc hắc đại hán kia giọng ầm ầm truy vấn đại ca ngươi quá lợi hại vì sao a à? mau nói cho ta nói cho thiết ngưu đi Trương Tuyền nhìn hai kẻ dở hơi này có loại dục vọng muốn cười, tuy rằng mình cũng không hiểu vì sao lão hoàng đế bổ nhiệm mình làm phó hiệu trưởng thư viện. Hán tử kia mặt đầy vinh quang, đập một miếng hoành thánh, nói. Đây rõ ràng là bệ hạ bày ra một bàn cờ. Lời vừa nói ra, hắc hán và trương tuyền đều cả kinh. Có đạo lý, lão hoàng đế kia hiển nhiên không phải làm chuyện vô lý kia vô đạo chi quân. Hiển nhiên làm như vậy là có suy tính nhiều mặt của mình, nhưng đến tột cùng là vì cái gì dù sao ta hiện tại trên người không có bị đánh lên triều đình bất kỳ một phái ấn ký nhưng cái kia họ thứ năm rõ ràng đâm thủng ta cùng ngoại công lưu thanh quan hệ cũng có thể là hoàng tử trong lúc đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chính là không biết cái kia lương xuyên thư viện chính sơn trưởng là thế lực phương nào trước mắt bày ra trước mặt mình tin tức quá ít muốn thăm dò đầu mối quá khó khăn ta kết luận nguyên nhân trong đó nhất định là nghe người đàn ông kia nói tiếp Trương Tuyền vội vàng sửa sang lại suy nghĩ, hết sức chăm chú lắng nghe. Ngươi nghĩ xem, Hoàng thượng năm nay 62 tuổi, sinh năm con trai, một đứa con gái cũng không có. Hơn nữa nói ra cũng lạ, ngoại trường ngũ hoàng tử mới 8 tuổi lúc hoàng đế xuống Giang Nam. Hậu duệ của bốn hoàng tử khác đều là con trai, không có một cô gái nào. Cho nên, ta đoán chắc là hoàng thượng nhìn trương gia tiểu thư thuận mắt, vừa lúc còn vì quốc tranh quan, vì vậy vì sau này thu làm nghĩa nữ làm chuẩn bị. Chúng ta vị này trương gia tiểu thư còn đam mê văn đạo, vậy thì đi lương xuyên thư viện mạ vàng, chờ lúc nào không muốn chơi liền làm cái tiêu sái quận chúa rồi. Dứt lời hán tử ông lấy hai tay gật đầu, bên cạnh cũng không biết có nghe hiểu hay không, vẻ mặt tràn đầy tán thành. Đại ca, ngươi thật lợi hại a à? thiết ngưu biết rồi. Không lợi hại làm sao làm đại ca ngươi, chờ đại ca ăn xong hoành thánh ta liền đi mì vằn thắng của tôi đâu thiết ngưu anh là thùng cơn nghe hai người nói chuyện không có dinh dưỡng trương tuyền không khỏi đỡ trán mệt mình còn nghe chăm chú như vậy ý nghĩ thần kỳ thái quá lại có chút đạo lý như vậy rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra a à đại ca tiểu thư xem như tìm được cô rồi xuân đào trong đám người đầu tiên là thò ra một cái đầu nhỏ sau đó dùng toàn lực đem chính mình chen tới lần sau ra ngoài vẫn là tránh đi giờ cơm đi, thật sự là dọa người. Xuân Đào hai tay cầm các loại đồ vừa mới mua, mệt mỏi thở hồng hộc. Trương Tuyền thấy thế có chút đau lòng, vội vàng cầm lấy một nửa, không ngờ Xuân Đào lại sốt ruột. Tiểu thư tiểu thư, sao cô có thể lấy những thứ này, Xuân Đào lấy là được rồi. Trương Tuyền khoát tay áo, nói. Không có việc gì, hai ta ai với ai, đúng rồi, sau này đừng gọi tiểu thư nữa, nghe cả người không được tự nhiên, gọi Tuyền Nhi tỷ đi. Tiểu thư, điều này sao có thể được, Xuân Đào. Thấy Trương Tuyền đã đi trên đường về nhà, Xuân Đào ngẩn người. Tiểu thư hình như thay đổi một chút, trong lòng mình ấm áp. Lắc đầu, vội vàng đuổi theo Trương Tuyền, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Tiểu thư, hay là để tôi lấy gọi Tuyền Nhi tỷ. Tiểu thư. Gọi Tuyền Nhi tỷ à? Tuyền Tuyền Nhi tỷ? ai, vậy là đúng rồi, đi. Chúng ta về nhà. Tiền phủ lão quản gia tiễn Xuân Đào vừa tới, đem thơ văn đóng khung đặt ở trên bàn thư phòng tiền sinh cạn. Tuyền nhi tỷ không muốn vào phủ, nàng nói phủ này làm cho nàng nhớ tới hòa thân, từ kia mình xem cũng không xem, một tiểu nha đầu phim, lông cũng không mọc đủ, có thể viết ra chút gì. Về phần lão gia nhà mình tại sao phải hạ đơn đặt hàng này, lão quản gia chỉ cho là tin lời đồn trên phố nói trương gia nữ kia tinh thông lục nghệ, thiền thi văn, thông âm luật. Lão gia nhà mình mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều bạc, làm trưởng quản sự vụ lớn nhỏ của tiền phủ hắn lại rõ ràng bất quá tiền phủ có thực lực kinh tế như thế nào. Lần này, hẳn là lão gia nhất thời cao hứng đi. Cầm lấy bình vàng nhỏ, ngâm nga một chút tưới hoa. Buổi tối lão gia sẽ đi chúc thọ đại nguyên soái binh mã đương triều, được mệnh danh là trụ cột của lương quốc. Việc này can hệ rất lớn tiền sinh càng cố ý chuẩn bị kim mã kim tướng cầm kim sóc, trọng 7.000 lượng, đổi thành hiện đại chính là 350 kg hoàng kim, cố ý tìm tốt nhất thợ thủ công xây mô tinh điêu mà thành. Ngoài ra lễ mừng thọ lớn nhỏ nhiều vô số kể, chỉ vì có thể đáp ứng đường thẳng liêm chính này. Trong mắt lão quản gia, chỉ cần tiền lão gia nhà mình đem tiền kia đưa qua, vàng sự đại cát. Rốt cuộc ai sẽ gây khó dễ cho tiền đây? Lắc đầu, đặt bình vàng xuống nhìn hạ nhân đóng thùng. Cũng không thể xảy ra sự cố. OS Có phải bạn đã quên mang theo thứ gì đó không? Liêm phủ tiểu nhân tiền sinh càng bái kiến liêm tướng quân. Liêm tướng quân, liêm tướng quân phụ như đông hy. Gầy hơn năm phiến. Nghe tiếng địa phương rõ ràng khẩn trương không chịu được này, liêm chính nhíu nhíu mày. Hắn luôn luôn không quá thích cùng thương nhân giao tiếp, không chỉ có là những người này trên người một cổ mùi đồng thối, càng chướng mắt trong bọn họ đại bộ phận thấy lợi quên nghĩa hành vi. Đứng lên đi. Trung khí mười phần, nói chuyện vô cùng đơn giản lại mang theo một tia đồng âm. Tiền sinh càng như được đại xá, đứng lên đem hóa đơn quà tặng trong tay đưa lên phía trước. Đứa con trai út của Liêm Chính cầm lấy hóa đơn quà tặng, kiểm tra xem có an toàn hay không, quay đầu giao cho cha mình. Liêm Chính một tay cầm lấy phiếu quà, nhìn lướt qua trên dưới. Cái gì vàng, cái gì ngọc thạch, thứ tầm thường không thể nhìn được. Nhìn xuống nữa hả? Thơ của trương gia tiểu thư. Hôm nay trương gia nữ trên kim điện kia sao? Liêm chính trầm ngâm một lát, nói. Đem gian thành tử này đến cho lão phu xem. Hết chương này. Chương 8 Hoàng tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Hoàng tử tiền sinh càng nghe vậy vội vàng nói liêm tướng quân tuệ nhãn như cử từ này là tiểu ấn và trương gia tiểu thư cầu tới viết rất tốt rất tốt từ liêm chính tùy ý đáp ứng một tiếng chờ hạ nhân lấy từ đó ra thời gian từng giây từng phút trôi qua hạ nhân chậm chạp không về tiền sinh càng trên đầu chảy xuống mồ hôi lạnh không biết là xảy ra tình huống gì tiến về phía trước một bước nói liêm tướng quân sợ là lễ vật đông đúc ra không được dung tiểu ngân ra ngoài xem ra ngoài xem. Thấy lão tướng quân không phản đối, tiền sinh càng vội vàng chạy ra sương phòng. Người bên ngoài tới bái phỏng chúc thọ rất nhiều, các lộ quan to hiển quý, có người hắn biết, có người không biết. Đóng lấy khuôn mặt tươi cười chắp tay, miệng một bên hàng huyên, một bên dùng ánh mắt tìm kiếm chung quanh phòng để quà mừng. Nhìn quanh bốn phía, rốt cục phát hiện hạ nhân vừa mới đi ra ngoài. Tiền sinh càng vội vàng chạy tới trước mặt hạ nhân, thở hổn hển hai hơi, hỏi. Đây là làm sao vậy, từ hại không có du đưa tới. Người nọ đáp. Tiền trưởng quỷ, đều tìm khắp, không tìm được có đóng khung tốt thi từ A. À. Cái gì? Tiền sinh cả kinh, trực tiếp chính mình bắt đầu, lật qua lật lại mang đến hạ lễ. Tìm tới tìm lui, chính là thiếu một tờ thơ ca kia. Cái này không được, lão tướng quân đang chờ xem. Hắn quay đầu nói với hạ nhân. Làm phiền vị tiểu ca này, đi ra ngoài phủ dừng ngựa của tiền phủ kéo tìm một lão quan gia, liền cùng hắn dài dòng, trương gia tiểu thư từ, hắn liền hiểu được. Dứt lời, từ trong đai lưng trói buộc bụng lớn của mình sợ một cái, không biết làm sao lấy ra năm lượng ngân phiếu, nhét vào trong tay hạ nhân. Cái này cũng không dám, tiền trưởng quỷ, nếu lão tướng quân biết không đánh chết ta không được. Người nọ nói cái gì cũng không thu, xoay người đi tìm quản gia tiền phủ. Tiền sinh càng nghĩ chính là, có lẽ là thi từ dựa vào xe ngựa sương bích, rơi xuống phía trên. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái kia giang thành tử đang lẳng lặng nằm ở chính mình thư phòng trên bàn. Tiền sinh càng trở lại phòng tiếp khách, đến lúc này cơ bản người đến chúc thọ đều đã đến đông đủ, lão tướng quân liêm đang bận rộn cùng mấy vị hoàng tử nói chuyện. Thấy tiền sinh càng trở về, liêm chính tiểu nhi tử liêm tương vòng qua đám người, không tới gần, hỏi. Thơ bây giờ ở đâu? Tiểu thiếu gia, thi từ kia có lẽ là trên xe ngựa không có lấy xuống lập tức lập tức liêm tương gật đầu câu được câu không cùng tiền sinh càng vừa chờ vừa trò chuyện ngồi chờ bên trái không đến phải chờ phải không đến đợi nữa nhưng vẫn chưa tới tiền sinh càng ngồi không yên đứng lên đi tới đi lui vừa đi vừa lẩm bẩm hành động này khiến cho mấy vị hoàng tử đang nói chuyện với liêm chính chú ý tới người cầm đầu đứng có thừa 32 tuổi, dáng người cao ngất, rất có khí tức túc sát, hai mắt có thần, huyệt thái dương hơi nhô lên, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một loại khí tức quang minh chính đại. Hắn giơ tay chỉ, thanh âm trong trẻo hùng hậu vang lên. Tiền này khô khang đang làm gì, đúng là thiếu kiên nhẫn như thế. Liêm chính nhìn mập mập một cái, đáp. Đại hoàng tử, vừa rồi tiền sinh càng dâng lên lễ đơn, thần thấy trên lễ đơn, có lời của trương gia nữ kia, liền gọi người đến xem, sợ là xảy ra sự cố gì, còn chưa đưa đến. Đại hoàng tử gật đầu, nói. Thì ra là thế, nô nhi xấu xí của trương tuyền lúc lâm triều hiện đã truyền khắp hậu cung, mẫu hậu thấy rất là yêu thích, nếu tiền sinh càng mang theo tác phẩm mới của nữ tử này, vậy thì dính chút không khí vui mừng của lão tướng quân, cùng nhau thưởng thức. Hoàng huynh nói rất đúng. Mấy vị hoàng tử còn lại nhau nhau phụ họa. Đại hoàng tử vẫy vẫy tay, trong bóng tối lập tức đi ra thị vệ cũng không cần ngôn ngữ phân phó đi thẳng đến chỗ tiền kia tiền sinh càng bị đưa tới trước mặt mấy vị hoàng tử và liêm chính các hoàng tử điện hạ nho nhỏ tiền bạc sinh khô kỳ thật tiền sinh càng đại bộ phận sản nghiệp đều có hoàng gia cổ phần trong đó mấy vị hoàng tử hắn cũng đều gặp qua bất quá cơ bản không có cơ hội nói chuyện dù sao sĩ nông công thương cho dù là cái thế giới khác này thương nhân địa vị cũng không có thế nào đề cao chỉ có thể nói không giống minh triều như vậy thấp kém miễn lễ đừng nóng vội đừng sợ ta tới hỏi ngươi hôm nay lão tướng quân lễ mừng thọ ngươi trong lễ đơn thế nhưng là có một thi từ đại hoàng tử đầu tiên là trấn an tiền sinh càng một chút chợt hỏi có có vậy bây giờ đang ở đâu cái này tiền sinh càng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nghĩ thầm lấy cái tranh chữ này cũng không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề là lão quản gia không mang theo hay là hạ nhân kia không đi nói đang sốt ruột thì chỉ thấy lão quản gia ngoài cửa mang theo thi từ đã đóng khung đi vào tiền sinh càng vội vàng vẫy tay ý bảo tiếp nhận bài thơ kia quỳ một gối xuống đất hai tay giơ lên cao đang ở chỗ này tiền sinh kiền có chút kích động rốt cục tìm được kích động này thanh âm liền lớn hơn một chút nói đơn giản một chút đi toàn bộ quan to trong phòng hiển quý ánh mắt bối tử bối lạc tất cả đều tập trung ở nơi này đây không phải là tiền sinh khô sao đây là dân lên bảo bối gì ngọc thạch hoàng kim đúc đồ chơi nhỏ hắn luôn tặng cái này lần trước tặng cho cha ta chính là một cái hoàng kim đúc đại phật đẹp thì đẹp chính là cha ta tin chính là đạo giáo hắn cầm trong tay chính là tờ giấy mới vừa nghe mấy vị hoàng tử nói đến trương gia nữ cái gì đó là trương gia tiểu thư chúc thọ thi tự a Minh huynh cao tài A, đến tiểu đệ nhận một lệ. Nơi nào nơi nào, đêm nay túy tiên lâu. Đi tới đi tới. Thì vệ bên người đại hoàng tử tiếp nhận thi từ, qua lại kiểm tra 9981 lần, xác nhận không có ám khí độc dược, lúc này mới đến trong tay đại hoàng tử. Đại hoàng tử đưa cho liêm chính. Liêm chính hiếp hiếp mắt, mở miệng liền đọc. Giang thành tử, săn mang. Lão phu tán gẫu về thiếu niên cuồng, tả khiên hoàng, hữu kình thương, cẩm mạo điêu cừu, thiên kỵ quyển bình cương. Vì báo khuynh thành tùy thái thú, thân xạ hổ, xem tôn lang Rượu say ngực mật còn khai trương. Tóc mai hơi sương, có làm sao? Trong đám mây, ngày nào sai phùng đường. Hội vãn điêu cung như trăng tròn, tây bắc vọng, xạ thiên lan. Cùng với âm thanh như kim qua thiết mã xung phong của lão tướng quân, thi từ phản phất được hoàng mỹ hoàng nguyên lại cảnh tượng đã viết mấy vị hoàng tử chỉ cảm thấy trong ngực tràn ngập hào hùng tráng chí, không nôn không vui, không khỏi nhau nhau trầm trồ khen ngợi. Lão tướng quân cảm xúc sâu sắc nhất. Bình thường chúc thọ chi từ hắn đã gặp qua vô số, kia tam quốc đệ nhất văn thánh cũng từng tại đại thọ 60 của hắn dân lên một bài chúc thọ thơ, nhưng trước mặt này bài từ cho hắn không chỉ là muốn đi tán thưởng, càng nhiều, là cảm thán. Thế nhưng cái loại cảm giác này lão tướng quân nói không nên lời, chỉ là không ngừng vỗ đùi hô tốt, tay đều vỗ đỏ cũng không ngừng. Từ này mở đầu thiên, lão phu tán phát thiếu niên cuồng, một chữ cuồng quán triệt thi từ toàn bộ thiên, để phóng thích người trong từ trong lòng ngực một bầu lỗi lạc chi khí. Bốn câu tiếp theo viết ra cảnh tượng hùng tráng của cuộc săn, thợ săn uy vũ phóng khoáng, tay trái dắt chó vàng, cánh tay phải lái chim ưng xanh, hay cho một bộ hùng tư anh phát. Tuy tung võ sĩ đều là mũ gấm lông trộn, trang phục săn bắn. Thiên kỵ Mercedes ben bay lên không việc giả. Dân chúng cũng tới, nhìn lão tướng quân đi săn, lại dẫn tới vạn người không nhỏ. Lão tướng quân được cổ vũ gấp bội, tức đấu bò tót, vì báo đáp hậu ý dân chúng đi săn, lại quyết tâm tự mình bắn chết hổ. Để mọi người xem tư thế hùng hổ của tôn làng năm đó. Một thanh âm vang lên, ôn nhuận như ngọc, trật tự rõ ràng. Ánh mắt mọi người không khỏi tập trung trên người ngọc công tử nhẹ nhàng kia liêm chính nghe đến kích động đỏ bừng mặt nhị hoàng tử nói rất đúng đây chính là lão phu nhị hoàng tử kia nhẹ nhàng cười đây là một lần đi săn khi viết về lão tướng quân còn nhậm chức thái thú trương gia nữ không hổ là trương gia nữ chỉ là trong từ này tôn lang không biết là anh hùng gì lại có thể tay không vật lộn với hổ dứt lời ánh mắt ôn nhuận quét nhẹ mọi người chỉ là đến lúc đại hoàng tử đột nhiên trở nên sắc bén như dao nhỏ Hoàng Huynh, con đường khen ngợi này không chỉ có thể nói được đúng không? Hết chương này. Chương 9 Mật Đàm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 nói chuyện đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ vị hoàng đệ của mình, sang sảng cười nói. Ha 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 ha, nhị đệ lời nói tinh giảng, từ tảo hoa lệ, xem ra trong khoảng thời gian này cái kia lương xuyên học viện sơn trưởng thứ năm vô khuyết dạy dỗ không sai a à? Nghe vậy, nhị hoàng tử nhẹ nhàng cười khiến người ta như mộc xuân phong hoàng huynh nói đùa bất quá chỉ là giải thích từ ngữ mấy vị hoàng đệ nói vậy cũng là dễ như trở bàn tay dứt lời nhẹ nhàng gật đầu với tam hoàng tử và tứ hoàng tử tinh quang trong mắt đại hoàng tử chợt lóe gần đây đệ đệ tốt của mình âm thầm ở triều đình cùng hậu cung thu mua lòng người sơn trưởng học viện lương xuyên

đây 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 không thể không suy nghĩ đây có phải là lần thứ năm có quyền lên tiếng lớn nhất trong triều đình hay không nhị hoàng tử cũng hơi cúi đầu bao phủ khuôn mặt tuấn mỹ lên một tầng bóng ma anh trai tốt của em anh vẫn là dáng vẻ khi còn bé một chút cũng không thay đổi vẫn như vậy giả nói ta ngôn từ tinh giản từ ngữ hoa lệ chỉ là dịch văn đơn giản ngươi liền nóng nảy sợ ta đoạt danh tiếng của ngươi đặt mình ở vị trí trưởng bối học bộ dáng phụ hoàng giả bộ vui mừng à cổ tay cùng đầu óc của ngươi cùng phụ hoàng kém xa thật sự là chồn chút tết gà không có hảo tâm như thế nào hữu tướng an bài để cho ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn đọc tới đây nhị hoàng tử quay đầu liếc mắt nhìn tam hoàng tử và tứ hoàng tử có tâm tư kia không bằng chú ý hai người bọn họ hai người này cả ngày cùng liêm chính mấy đứa con lăn lộn ở quân doanh so với ta và ngươi nguy hiểm hơn nhiều phụ hoàng già rồi binh quyền một nửa tự mình nắm chặt một nửa ở trong tay liêm chính cho dù là ngươi từ nhỏ được coi là người thừa kế phụ hoàng cũng không yên tâm cho ngươi một chút binh quyền đâu trong lòng mấy vị hoàng tử tâm tư khác nhau nhưng mục đích chuyến này tới mọi người trong lòng biết rõ ràng lôi kéo liêm chính bài thơ này quả thật không tệ đến, treo xong rồi. Lão tướng quân không để ý dòng nước ngầm bắt đầu khởi động giữa các hoàng tử, kêu gọi hạ nhân an trí bài hát Giang Thành Tử sang mang này. Các tân khách mặc dù vừa mới nghe qua một lần, nhưng chờ treo xong vẫn vây quanh ở trước mặt quan sát, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chật chật. Đã lâu nghe tên con gái Trương Gia, hôm nay gặp tự như gặp người, Trương Tuyền nhất định là một cô gái kỳ lạ. Không biết đã từng kết hôn chưa, ta trở về sai người hỏi một chút. Hôm nay đến lão tướng quân thọ yến trước, hạ nhân trong lúc đó nói chuyện phím, nói nghe được trên phố đồn đãi, có thể là thánh thượng muốn thu này trương tuyền làm nghĩa nữ. Ôi chao, thật ghê gớm, vậy không phải là quần chúa sao? Nghe nói trương gia tiểu thư thích tham gia thi hội, nhưng có một quy củ, gặp ba làm thơ, gặp năm làm từ. Ngày mai không phải là mùng ba tháng tư sao? trở về nhanh chóng nói với tiểu tử thúi nhà mình đi tham gia thi hội ngày mai. Tuyền Nhi tỷ giờ phút này đang ở trong tiểu viện trương phủ tập thể hình, đột nhiên run rẩy, cả người một trận ác hàng. Mấy vị hoàng tử nghe được việc này cũng thầm tính toán trong lòng. Xem ra thi hội ngày mai cũng sẽ không đơn giản. Tiệc mừng thọ thôi, lương xuyên thư viện. Sự tình chính là như vậy, đệ ngũ tiên sinh. Nhị hoàng tử chậm rãi kể lại chuyện hôm nay bưng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm. Khi trương tuyền ngược lại là một tài nữ, chỉ là phụ hoàng đem nàng cắm ở thư viện, cũng là không biết ý gì. Sau một hồi trầm mặt, người đối diện nhị hoàng tử lên tiếng. Hôm nay triều sớm chấm dứt, đại huynh sai người tìm ta, ngay từ đầu ta cũng không hiểu. Người nọ dừng một chút, đột nhiên đưa ra nghi vấn. Xin hỏi điện hạ có biết đương kim thánh thượng đăng cơ như thế nào không? Ánh mắt nhị hoàng tử ngưng tụ, trong nháy mắt rõ ràng. Lão sư, ý ngài là Chính mình tại Phụ Hoàng 32 tuổi năm ấy sinh ra, sinh trưởng đến 10 tuổi trước, hắn vẫn chỉ là thế tử. Khi đó hắn còn nhỏ, chỉ nhớ rõ đêm đó hắn lần đầu tiên vào kinh, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng cung. Trong Hoàng cung có màu đỏ. Mẫu thân tự nói với mình, sau này gặp mặt gọi Phụ Hoàng, suy nghĩ nhiều, lại hành động. Chính mình cũng hiểu được, phụ thân mình những huynh đệ kia, đều bị giết chết. Người biết chuyện sống sót không nhiều lắm, ngay lúc đó phụ tá, hiện giờ hữu tướng đệ ngũ khinh nhu, mấy vị huynh đệ mẫu thân của mình. Tất cả đều bị hoàng đế giết. Hiện tại lão sư đệ ngũ vô khuyết của mình đột nhiên nhắc tới, nguyên nhân chỉ có thể là tự giết lẫn nhau. Hoàng đế già rồi, không muốn nhìn thấy hài tử của mình lại trải qua một lần chuyện mình đã trải qua, cũng không muốn từ đó lưu lại truyền thống thí huynh đăng cơ nhị hoàng tử biết, trong lòng lão hoàng đế coi trọng mấy hậu duệ của mình. Nhất là 12 năm trước hoàng đế mang theo mình, tam đệ tứ đệ ngũ đệ xuống Giang Nam, sau chuyện đại hoàng tử giám quốc. Hành trình Giang Nam trừng trị rất nhiều tan quan, nhổ lên mấy thế gia không có mắt, đang đắc chí vừa ý định hồi kinh, ngũ hoàng tử đột nhiên biến mất. Sau khi ngũ đệ ly kỳ mất tích, lão hoàng đế điên cuồng lục soát lúc ấy mệnh thứ sử hai châu tô hàng ngoại trừ cần thiết vận chuyển, tất cả quan viên lớn nhỏ toàn bộ xúc động gần như đem toàn bộ đất giang nam vén lên rồi đặt lên bất quá cho dù là như vậy đến nay tung tích ngũ hoàng tử cũng là một bí ẩn không sai bệ hạ tuy là hoàng đế nhưng hắn cũng là phụ thân đệ ngũ vô khuyết chậm rãi nói nhị hoàng tử trầm mặc dừng tay ở đây sao không có khả năng cục đã bố trí cờ đã hạ đã không phải là chuyện mình không nghĩ tới chính mình không có quyền quyết định nhị hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu trong mắt lóe ra khát vọng như sói hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ của công tử nhẹ nhàng trước mặt người khác nếu lên vị trí đó tự mình có thể quyết định hết thảy nhìn thấy ánh mắt hoàng tử chọn người cắn nuốt đệ ngũ vô khuyết hơi suy nghĩ hỏi trương tuyền kia chưa có hôn phối mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng chắc chắn có quan hệ với tạ tướng lưu thanh nếu nàng là người một nhà vô luận là văn đạo hay là triều đình đều rất có lợi cho bên ta nói rất rõ ràng hắn và đệ ngũ khinh nhu hy vọng nhị hoàng tử đến chỗ trương tuyền phát triển tình cảm tốt nhất là ký kết hôn ước làm hoàng phi của nhị hoàng tử ánh mắt nhị hoàng tử đột nhiên khựng lại lập tức khôi phục thái độ bình thường đệ ngũ vô khuyết vẫn chưa phát hiện dị thường nói tiếp không cần kéo lưu thanh về phe ta chỉ cần hắn ở triều đình không đối nghịch với huynh trưởng rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhị hoàng tử thì thào tự nói. Đấu với người nọ gần 15 năm, ngược lại vẫn không để ý chuyện gì khác, ngài đã nói như vậy, vậy thì đi làm là được. Ngoài miệng nói như vậy, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một đạo mơ hồ thiếu nữ thân ảnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Người mua ủy thác. Đến tài khoản 500 thay đổi giá trị số dư hiện tại 1700 thay đổi giá trị. Một cơ hội rút thăm trúng thưởng roulette cấp thấp. Tuyền Nhi tỷ thèm thuồng nhìn chầm chầm diễn xuất của đại sư, hỏi. Này! Hệ thống chó! Giới hạn thời gian là bao lâu? Trả lời chủ nhân. Độ dài cụ thể của giới hạn thời gian là tổng hợp phán định, là căn cứ vào số dư hiện tại của vật chủ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ cùng rất nhiều yếu tố khác quyết định, nếu như vật chủ nói tiếng người. Còn kém một ngày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ vé đề cử. Mộng mỗi ngày hai canh không ngừng. Hy vọng mọi người xem vui vẻ. Hết chương này. Chương 10. Thi hội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10. Hội thơ một ngày. Cũng may, trước mắt xem ra hệ thống ban bố nhiệm vụ khó khăn đều giống như cố ý đưa giá trị thay đổi. 12 giờ trưa mai sau khi nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới, diễn xuất cấp đại sư có thể nhập sổ. Nhân sinh như diễn, hoàn toàn dựa vào diễn xuất. Chị Tuyền Nhi đương nhiên hiểu được, trong thời kỳ Tam Quốc này, không thuộc về bất kỳ triều đại nào ở Hoa Hạ, nếu muốn sinh tồn, tầm quan trọng của diễn xuất không cần nói cũng biết. Trương Tuyền ngã đầu ngủ. Buổi chiều vườn hoa quỳnh tiểu thư, cô chờ ở đây một chút, tôi đi trình thư mời. Xuân Đào dứt lời, hùng hùng hổ hổ chen vào đám người. Nhiều người quá, có chút muốn về nhà. Trương Tuyền ngước mắt nhìn lại, tâm tư lại chìm vào không gian hệ thống. Vừa rồi trên đường hệ thống bắn ra nhắc nhở, nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới, hiện tại vừa vặn nhìn xem. Lời bài hát Poetry Questing cô gái dịu dàng đến từ thế giới khác. Dòng nước ngầm hồi thơ trước mắt bắt đầu khởi động không giống như dĩ vãng với sự nhạy bén của ngươi nhất định đã nhận ra rồi chứ quyền lựa chọn nằm trong tay bạn ba lựa chọn ba tương lai lựa chọn thứ nhất cái gì minh thương ám tiễn cứu việc đến đây đi hội thơ lần này nhất định là của tuyền nhi tỷ phần thưởng một nghìn ba trăm thay đổi giá trị một cơ hội rút thăm roulette cấp thấp lớp phòng thủ giới hạn thời gian lên lựa chọn hai chết vì mọi thứ trong kỳ thi tham gia thi hội, nhưng không làm thơ. Phá vỡ công cùng xiền xích tiền thân, làm chính mình chân thật. Phần thưởng 500 thay đổi giá trị, một thùng nước vui vẻ ở nhà béo. Lựa chọn 3 Nhiệm vụ này quả thực quá đáng sợ đi. Tuyền nhi tỷ nhất định phải đi theo con đường tâm lý. Xuân đào Về nhà đi. Phần thưởng Ăn thế nào cũng không béo cái bụng nhỏ thần kỳ. Tuyền Nhi tỷ hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc này đây nhiệm vụ ngẫu nhiên dĩ nhiên là lấy ba loại yêu cầu bất đồng, lựa chọn khen thưởng bất đồng làm hình thức nhiệm vụ. Cũng không tệ lắm, đáng khích lệ. Độ tự do lại tăng lên. Chị Tuyền khẳng định. Cẩn thận nhìn lại, lựa chọn thứ nhất rõ ràng là khó khăn nhất, thậm chí có thể sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng hồi báo tương ứng cũng rất cao. Căn cứ vào giới thiệu liên quan trên bản nhiệm vụ này, Thi hội lần này rõ ràng không giống tầm thường. Mạch nước ngầm sau lưng bắt đầu khởi động hẳn là đại biểu cho thế lực khắp nơi đều đang chú ý. Hơn nữa tham dự vào trong cuộc diện này, Trương Tuyền chú ý tới tỷ lệ vật phẩm phòng ngự rút thăm trúng thưởng tăng lên theo thời gian. Nếu như lựa chọn lựa chọn thứ nhất sẽ có tỷ lệ đại khái bù đắp cho vấn đề an toàn tính mạng của mình từ trước tới nay. Không chút do dự, Trương Tuyền liền lựa chọn lựa chọn thứ nhất cái thứ ba nhiệm vụ khen thưởng bên trong cái kia ăn thế nào cũng ăn không béo thần kỳ yếm nhỏ tại hệ thống cửa hàng bên trong giá bán một nghìn thay đổi giá trị chính mình kỳ thật có thể mua nổi nhưng là thời kỳ phi thường vẫn là muốn trước mau chóng vũ trang chính mình nghe được thanh âm xuân đào cách đó không xa trương tuyền ngẩng đầu phát hiện xuân đào vẫy tay với mình vội vàng đi nhanh vài bước đi tới trước mặt tiểu thư hôm nay chẳng biết vì sao môn quan kia nhìn thư mời của tiểu thư Bảo Xuân Đào chờ một lát, trì hoãn đến bây giờ. Xuân Đào liếu liếu bên tai, giống như chim hoàng oanh, thanh âm trong trẻo nhưng không chói tai. Trương Tuyền trong lòng biết rõ, chỉ sợ là lúc này các thế lực chú ý nàng đã bắt đầu chuẩn bị. Chính mình kế tiếp muốn trải qua, chỉ sau kim điện tại chỗ đối thơ. Phải cẩn thận 12 phần. Sửa sang lại suy nghĩ một chút, lững thững đi vào trong vườn nhỏ. Cô ấy đến rồi à? cô ấy đến rồi. Đi đi. Vâng. Chậm rãi đi trên đường, Trương Tuyền nhìn Hoa Quỳnh hai bên, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Hoa Quỳnh bình thường nở trước tháng dương, tháng mười, nghe Xuân Đào nói, chính mình, cũng chính là tiền thân lúc ấy cố ý đến ngắm hoa, còn làm một bài tán đàm hoa, lúc ấy bị người nhìn trúng, bán 30 lượng hoa văn, bài thơ kia nghe nói cuối cùng rơi vào trong tay tiền sinh càng. Theo hai người đi tới, đám người dần dần dày đặc, một bộ phận trong đám người tới tham gia thi hội nhận ra Trương Tuyền. Đây không phải là Trương gia nữ sao? Vâng, lần trước mặc dù cô ấy không có thứ hạng, nhưng viết một bài thơ không tồi. Nghe nói nàng lên kim điện đối thơ, còn thắng. Tin vỉa hè đi, một nữ tử còn có thể lên điện xử lý ban giao sao? Tôi lại cảm thấy, Trương Tuyền tiểu thư không phải nữ tử bình thường, có thể xưng là kỳ nữ tử. Mọi người nghị luận sôi nổi có người gật đầu ý bảo Trương Tuyền cũng đáp lễ. Giữa vườn có một đài cao, đại khái hơn ba thước, bày mấy cái bàn gỗ, trên bàn đặt nhiên mực giấy đã chuẩn bị tốt. Trên đài có một người, tay cầm sừng trâu, thân hình to lớn, huyệt thái dương hơi phồng lên. Người nọ cầm lấy sừng trâu, phòng má dùng sức thổi, thanh âm vang dội mà thê lương nhất thời vang vọng toàn bộ đàm hoa viên. Thấy người tham dự từ xa tới gần, người chủ trì đài cao gõ ngực, dốc hết sức hô. Một tháng một lần đàm hoa thi hội, lập tức bắt đầu. Hội thơ đàm hoa lần này sẽ dùng hình thức sáng tác hạn chế tiến hành so tài. Khi cuộc thi bắt đầu thống nhất công bố thơ từ chủ đề yêu cầu, yêu cầu thí sinh tại nửa nén hương thời gian bên trong sáng tác thơ từ. Sáng tác xong thi từ hội nhất nhất dán ở bên kia vách đá bên trên. Đợi lát nữa phát xuống đặc thù hoa quỳnh cánh hoa. Tượng trưng một phiếu. Đem cánh hoa ném ở tác phẩm phía dưới trong giỏ gỗ là được. Cuối cùng ba vị quyền uy ban giám khảo hội đều tự chấm điểm. Cao nhất thập phần tượng trưng 10 phiếu. Tổng điểm cao nhất người chính là lần này đàm hoa thi hội đứng đầu. Tiếp theo xin mời ba vị giám khảo chúng ta. Đường trưởng Thư viện Lương Xuyên, giám khảo ngụy Chỉ thấy một gã râu dài lão giả cất bước lên đài, ngồi ở trên đài trung ương nhất cái kia bàn dài một bên, chợt dùng ánh mắt quét nhìn phía dưới, giống như là đang tìm người nào đó. Đường trưởng Học viện Sở Sơn giám khảo ngô. So với đường trưởng Lương Xuyên Thư Viện mà nói, vì đường trưởng đến từ sở sơn học viện này hiển nhiên không có tiêu sái như vậy. Trong râu đen xen lẫn vài sợi râu trắng, thân hình hơi béo, hắn chậm rãi đi lên đài cao, ngồi ở một bên khác bàn dài. Liếc mắt nhìn ngụy giám khảo bên cạnh mình, cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. ngụy Văn à, lương quốc ngươi tự xưng là đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, sao bài thơ này lại bố trí đơn sơ như vậy? nhìn cái bàn đất này, than đất bên trong, ngay cả chuồng heo đại sở ta cũng không bằng. Ngụy Văn cũng không nhìn hắn, ung dung nói. Hôm qua các em thua thi viết, thua bởi một bé gái. Sở Sơn học viện ngô đường trưởng nghe vậy nhất thời nghẹn hồng, ánh mắt xoay hai vòng, tiếp tục tấn công. Lương quốc các ngươi rõ ràng trọng văn ức võ, lương xuyên thư viện lại được xưng là đệ nhất tam quốc. Vậy tại sao năm nay kinh chập so tài, để cho đại sở vân công tử ta được đệ nhất. Còn suýt nữa bại bởi đám mang tử kia, ha ha. Lúc này đến phiên Ngụy Văn ngồi không yên, bởi vì đây là sự thật không thể chối cãi, năm nay lương xuyên thư viện bởi vì lần này kinh chập tam quốc văn đạo đại bỉ bị đoạt không biết bảo trì bao nhiêu năm đệ nhất về sau, lão hoàng đế tức giận, giết một nhóm người, đổi một nhóm người. Đương nhiệm sơn trưởng đệ ngũ vô khuyết chính là lúc này bị hữu tướng đệ ngũ khinh nhu sắp xếp ở lương xuyên thư viện ngụy văn nhíu chặt mày hắn luôn luôn chính diện đánh trả nhưng lần này trong lời nói đối phương nhất thời tìm không thấy điểm đột phá phản bác ngô đường trưởng thấy thế vừa muốn trào phúng chỉ nghe phía sau đông một tiếng làm như là thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đất dưới đài mọi người nhao nhao kinh hô trên đài người chủ trì hô vị giám khảo thứ ba đại lương nhị hoàng tử điện hạ hết chương này